Chào các em, chào mừng các em đến với số tiếp theo Đố Vui Matic. Đáp án của số kỳ trước như sau: do người mặc áo đỏ thì không mua váy đỏ, người mặc áo đen không mua váy đen, người mặc áo xám không mua váy xám. Và bà mẹ mua váy đỏ đang nói chuyện với bà mẹ mặc áo đen, nên bà mẹ mua váy đỏ sẽ phải mặc áo xám. Như vậy, bà mẹ mặc áo đen sẽ mua váy khác màu, nên đó là váy xám. Còn bà mẹ mặc áo đỏ chắc chắn là mua váy màu đen. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Câu đố kỳ này như sau: một bác nọ vừa mua một chiếc ô tô mới, đến khi lái về gara ở nhà thì mới phát hiện ra cửa gara không đủ cao, thiếu 2cm nữa thì xe mới qua lọt. Nếu cứ cố lách qua thì xe sẽ bị xước nặng. Phải làm thế nào để đưa xe vào trong một cách an toàn và ngày hôm sau vẫn có thể lái ra ngoài như bình thường? Các em hãy cùng suy nghĩ nhé. Chúng ta có câu trả lời chưa nào? Hẹn gặp lại ở kỳ tiếp theo.